Bây giờ mình quẹt hết mát luôn nha, mình quẹt hết mát cho các bạn coi nè, có chày hay không nha. Đây các bạn nhìn này, có chày không? Có chày không? Các bạn nói người ta ngu, các bạn nên suy nghĩ lại coi có chày hay không. Mình dùng dao mổ nè, dùng cái dao lúc chiều nè, dùng cái dao trong cái clip đó mình gọc nè, mình đâm nè. Nè, mình làm hết mát luôn nè. Nè, chày đâu? Bạn nhìn cho mình nè, chày ở đâu? Chày đâu? Chỗ nào chày vậy? Trong clip đó các bạn nhìn thấy được một cái vết dài khi mình gọc như nè. Mình đâu có ngu các bạn. Các bạn nói mình ngu. Mình ngu ở chỗ nào? Người ta gọc là người ta gọc như vậy. Xin chào tất cả mọi người, hãy bấm like, share và đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình nha. Rồi, hello Thạch Anh, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại với clip của mình. Thì bây giờ cũng là nửa đêm rồi, bây giờ cũng khoảng gần 2 giờ sáng. Và mình làm clip này là để mình nói về những cái thành phần gọi là bất hảo ở trên kênh YouTube của mình đó. Nói chung là hôm nay mình có đăng một clip mới và mình cũng có vô tình mình vào mình đọc được một số comment. Nói chung thực sự là mình là không có thời gian để mình vào đọc comment của anh em. Tại một ngày của mình nó trôi quá lẹ. Mà mình không chỉ làm có một nghề nè, mình vừa làm YouTuber, mình phải đi ra chợ ve chai mình quay clip cho các bạn xem. Mình vừa phải làm clip sửa điện thoại cho các bạn xem nè, vừa phải sửa điện thoại từ sáng đến chiều nè, rồi vừa phải đi làm thêm cái nghề chụp hình của mình nữa. Đó, mình hoàn toàn không có thời gian để mình đọc comment của các bạn. Mình chỉ lâu lâu mình vô mình đọc những cái comment đầu tiên thôi. Giống như mình đăng một clip trong ngày hôm nay, là mình đăng xong là khoảng 1 tiếng sau mình sẽ vô mình đọc một số comment đầu tiên thôi. Rồi qua những ngày hôm sau là những cái comment đó mình không còn đọc nữa. Đó, nên hôm nay nói chung là vô đọc cũng được một số comment của một số thành phần bất hảo. Thì nói chung là mình cũng rất là buồn. Đó, nói chung là các bạn cứ lên các bạn chửi người ta ngu, chửi người ta khùng này nọ. Các bạn khi mà chửi người ta thì các bạn nên nhìn lại bản thân mình và nhìn là vô người ta. Nếu người ta khùng thì người ta đâu thể nào khiến bạn phải vô coi clip của người ta đâu các bạn, phải không? Nếu mình là một cái thằng khùng thì mình không thể nào mà khiến cho các bạn phải vô xem được clip của mình. Một thằng khùng không thể nào mà một tháng kiếm được khoảng 40-50 triệu tiền YouTube các bạn. Không thể nào một thằng khùng làm được. Các bạn nên coi lại cái lời nói của các bạn. Đó, thì ở đây clip này mình không nói hết tất cả bộ đồng, mình nói những người có những lời nói như vậy. Thật sự mình biết là các bạn không thích mình đó. Nói chung là cuộc sống mà, nghề nghiệp, bất cứ gì cũng vậy, nó phải có sự ganh đua, có sự ganh ghét nhau thôi. Thì mình ở đây mình cũng đã trả có đá chén cơm của ai cả các bạn. Cái nghề mà ai làm được nhiêu làm. Mình ở đây mình đâu phải làm hết tất cả các dòng máy đâu. Mình ở đây mình chỉ nhận iPhone, nhận Samsung, mình ấy Apple, Vivo. Và đặc biệt là mình chỉ nhận thay linh kiện máy thôi. Men mình đâu có làm đâu, phần cứng mình đâu có làm đâu. Những con máy như chạy trình cũng đâu làm. Mình đâu có chạy trình Android đâu, mình đâu biết ROM đâu. Mình chỉ biết chạy trình cho iPhone thôi. Đó. Và Samsung thì mình chỉ làm những dòng từ G7 Pro trở xuống, mình thay màn hình. Còn những dòng A, dòng này nọ, đó các bạn làm đi. Rồi những con iPhone từ iPhone 8 Plus trở lên, iPhone X đó, các bạn làm đi chứ mình đâu có làm đâu. Mình đâu có làm mấy dòng đó. Mình không có giật chén cơm của các bạn. Đó. Không có lý do gì các bạn phải vô và phá đám rồi bạn nói này nói nọ, kích động những cái fan trên YouTube của mình. Các bạn cứ tối ngày các bạn ghét mình thì thôi, mình các bạn delay kênh của mình đi, các bạn đừng có coi, phải không? Giống như mình không thích kênh của ai, ok, những cái kênh làm tào lao là những giống như là Hưng Vlog đi đó, làm tối ngày quay cho này nọ hai mẹ con, ok, mình đâu thích, cứ thấy đề xuất lên là mình bấm xóa bấm chặn không coi, ok, mình không thích tay thì mình chặn, mình đừng coi. Chứ bạn không thích mà các bạn cứ vô, các bạn tối ngày các bạn vô mình coi là sao? Không thích mà cứ khóa vô coi, clip nào cũng có, cái đám dỗ nào các bạn cũng vô. Rồi các bạn vô, các bạn cứ canh soi mói cái từng ly từng tí coi người ta cái nhích gì xíu rồi các bạn phê phán, bạn móc môi. Đó, giống như trong cái clip ngày hôm nay mình đăng lên một cái iPhone mình mua ở chợ gác về và cái màn hình còn sử dụng được. Và cái màn hình đó người ta đã dán một cái kính cường lực và kính cường lực nó bể nát hết trơn rồi. Thì để làm sao để lấy được cái kính cường lực đó? Bất cứ một người thợ nào cũng sẽ dùng một cái dao gọc, một là dùng dao gọc, hai là dùng dao lam để tách cái kính cảm ứng, cái kính cường lực đó ra bỏ. Chứ dùng cái gì vậy? Không dùng cái dao gọc, không dùng dao mổ, không dùng dao lam thì dùng cái gì? Các bạn nói làm như dễ ăn lắm mà làm như dễ chày. Các bạn nhìn ở trong clip mà các bạn làm như các bạn nhìn ở ngoài. Các bạn nói mình ngu. Nghĩ sao mà ngu? Mình ngu mà mình làm máy móc, mình làm biết bao nhiêu năm nay mà mình ngu đến nỗi mình không biết là lấy cái dao chọt vô vậy sẽ chày màn hình nữa. Chày gì mà chày các bạn? Các bạn nghĩ sao mà chày? Một cái màn hình điện thoại, cái kính nó là thủy tinh chứ không phải là bằng nhựa,
chứ không phải là bằng silicon. Đâu phải là silicon đâu, đâu phải bằng cái này đâu mà, đâu phải bằng cái này đâu mà các bạn lấy dao ra mổ này nè, các bạn quẹt vô là chày nè. Quẹt vô chày thấy không? Nè, đó, silicon nè, quẹt cái chày nè. Bây giờ mình quẹt cho các bạn xem cái màn hình điện thoại này có chày hay không nha. Đây, bây giờ mình quẹt hết mát luôn nha, mình quẹt hết mát cho các bạn coi nè có chày hay không nha. Đây các bạn nhìn này có chày không? Có chày không? Các bạn nói người ta ngu, các bạn nên suy nghĩ lại coi có chày hay không. Mình dùng dao mổ nè, dùng cái dao lúc chiều nè, dùng cái dao trong cái clip đó mình gọc nè, mình đâm nè. Nè, mình làm hết mát luôn nè. Nè, chày đâu? Bạn nhìn cho mình nè, chày ở đâu? Chày ở đâu? Chỗ nào chày vậy? Trong clip đó các bạn nhìn thấy được một cái vết dài khi mình gọc như nè. Mình đâu có ngu các bạn. Các bạn nói mình ngu. Mình ngu ở chỗ nào? Người ta gọc là người ta gọc như vậy. Người ta đi cái dao nằm ngang. Các bạn đi dao nằm ngang vậy là cái dao nó chỉ lướt ở trên cái mặt kính thôi, chứ không phải là mình chọt cái vậy đâu mà nó chạy cái màn hình các bạn. Các bạn nghĩ sao? Bác nói mình ngu. Mình tức là mình tức những cái câu kích động của các bạn. Mình làm clip hôm nay là để cho các bạn thấy là các bạn nói người ta ngu. Nhưng mà ai ngu thì biết rồi đó. Mình làm clip này là để cho khán giả của mình và fan của mình biết được ai là người ngu, ai là người không ngu ha. Đó, chày đâu? Chỗ nào chày? À, không báo cho bạn biết luôn á, là cái màn hình buổi chiều đó mình đem ra mình đã thay cho khách luôn rồi. Không hề chày một miếng nào các bạn à. Mình cái vết đó là cái lớp keo, cái vết keo còn sót lại của cái tấm kính cường lực. Tại cái kính cường lực dán rất là lâu ngày rồi, cho nên cái keo nó bị dính vô trong cái màn hình. Khi nó tách ra thì nhiều lúc nó còn vướng lại một miếng keo, một cái vết keo vậy. Và mình đã lấy xăng khô mình lau sạch sẽ cái màn hình đó, và cái màn hình nó cảm ứng này nọ rất là ok. Mình đã thay cho khách buổi chiều hôm nay mình lấy 350 ngàn. Mình mua cái sát máy đó có 200 mấy ngàn, mình thay cho khách cái màn hình lấy được 350 ngàn. Mình ngu không anh? Mình có ngu không? Đúng ngu á, ngu. Rồi xong là mình còn lấy được một cái cục pin, và mình lấy được một cái vỏ máy, nguyên một cái bộ vỏ máy. Và mình đã sàn cái vỏ máy đó vô một cái men máy mà của ông anh. Ổng ghi một cái tâm thư mình, ông anh đó là ổng bị tai nạn lao động rồi, ổng ghi một tâm thư cho mình là cái máy ổng là bị bể cái đầu đó. Là mình đã thay giống một cái màn hình mới, một màn hình linh kiện, và thay giống một cái sườn mới tinh luôn, cái sườn là sườn iPhone mình mua gác gì đó. Rồi mình lấy cái cục pin đó luôn mình lắp vô giống, mình tính có nhiêu, mình chỉ lấy khách có 350 ngàn thôi các bạn. Vừa thay màn hình mới, vừa tặng cho một cái vỏ máy, vừa tặng một cục pin. Đây nè, cái vỏ máy ảnh nè. Các bạn cứ tối ngày bạn nói người ta ngu. Mình hôm nay thật sự mình cũng không muốn làm những clip để mà mình nói này nó nọ, mà thật sự các bạn ép mình thôi. Con chó nó bị dồn đường cùng, nó cũng phải quay lại cắn thôi. Người ta đâu có phá chén cơm của các bạn đâu, mà các bạn cứ tối ngày các bạn cứ vô các bạn soi mói từng ly từng tí. Làm ăn thì chia sẻ nhau mà làm, đâu phải ai người ta làm hết, mình đâu có làm hết tất cả các công việc đó đâu. Các bạn cứ vô mình soi mói, nước để đâu nó tiêu cái vỏ này. Cái vỏ iPhone nó bị móp đó, nó bị móp, nó bị bể vô. Cái ông anh ổng làm trên giàn giáo bị sụp giàn giáo rơi xuống, và ổng hẹn mình là ngày 10 này nè, ổng hẹn mình ngày 10 này là ổng lên bệnh viện 115 ổng tái khám, là ổng nhờ mình mang cái đó. Nhưng mà do mình không có thời gian nên mình đã gửi được mua điện về dẫn. Ở đâu ra một cái màn hình, một cái bộ vỏ máy zin, một cái cục pin zin mà lấy 350 ngàn? Các bạn hãy thay màn hình ít nhất cũng phải 400-500 ngàn đi, cục pin nè, một cái bộ sườn máy nè, hết 800-900 ngàn. Không, ở đây mình chỉ có 350 ngàn đó. Mình làm là mình gì mọi người? Ở đây khách hàng đến mình, các bạn hay nói mình lấy linh kiện thay cho khách. Khách hàng thì cũng có người này người nọ, cũng có người ta có điều kiện, người ta muốn xài đồ zin, đồ xịn. Có người ta không có điều kiện, tất nhiên người ta muốn sửa cái máy lại để xài tạm thôi, giống một con iPhone 7 Plus. Khi mà nó bể nát, tan màn hình, rồi hư pin, hư này, hư nọ vân tay. Mỗi lần mình làm lại cho khách, gần đây nhất, hôm như hôm qua làm cho con bé kia, có nhiêu đâu 800 ngàn. Rồi lần trước nữa là thay cũng 800 ngàn, 700 ngàn. Thay màn hình, thay pin, rồi thay dây nhợ này nọ, thay nút home, tùm lum hết. Mình làm rất là rẻ, làm linh kiện giá rẻ, nhu cầu khách cần thì mình làm thôi.
Còn các bạn nói là mình tối ngày thay đồ lô. Ủa mình thay đồ lô với khách thì mình tính giá đồ lô chứ mình đâu có tính giá đồ zin đâu các bạn. Hả? Mình thay khách lô rồi mình lấy giá lô chứ mình đâu có lấy giá đồ zin đâu. Các bạn cứ vô các bạn nói này nó nọ. Nói tới thì đụng chạm nghề nghiệp thì nhiều lúc các bạn lại ghét thêm. Đây là một cái con iPhone 6S của một ông anh của mình. Ông anh đi mua ve chai, đi mua cái iPad. Ông anh mà ông đi mua cái iPad này nè, ông mua cái iPad này cùng với lại mình trong cái clip mình mới post trước đây á. Ông anh áo đỏ đó đi trong clip mình á. Đây là cái iPhone 6S của ảnh nha. Ảnh mang đến mình và mình kiểm tra giùm ảnh trước mặt và mình không sửa được, mình nói là cái máy này bị men rồi, bị mất nguồn trên men chứ không phải là bị hư màn hình hay là bị gì cả. Đó thì ảnh có đang mang ra tiệm ở đâu không anh, mình không biết mà mình cũng không muốn nói luôn. Đó. Thì ổng để cũng 20 ngày rồi và ảnh cũng ghé đến lấy mấy lần mà không có được, thì hôm nay anh quyết định anh lấy về. Và anh lấy về thì ảnh vô tình ảnh ghé qua bên mình để anh lấy một cái con G7 Pro. Con G7 Pro đó là mình thay màn hình giùm cho ảnh, ảnh thay giùm cho bạn ảnh, ảnh mang đến đây ảnh thay giùm bạn ảnh là mình thay 900.000. 900.000 các bạn đừng có nghĩ là 900.000 là mình lời được một nửa chổng nha các bạn. Màn hình iPhone thì còn có lời với màn hình Samsung cũng có lời. Mình mua cái màn hình đó nó đã hết 800.000 các bạn, gần 800.000 và mình lấy công có nhiêu đâu, có 100 mấy à. Đó, một lần mình thay. Mà đâu phải các bạn nghĩ là thay màn hình nó dễ ăn quá. Một cái màn hình khi các bạn mua từ tiệm, các bạn cầm test tại chỗ, bạn cầm đem về nhà, trong quá trình bạn lắp vô, nhiều lúc cái màn hình nó đột tử. Các bạn phải cầm tiền thêm 800-900 ngàn, các bạn đi mua cái màn hình khác gì lắp nữa. Đó, lấy 100 ngàn của người ta, các bạn nghĩ nó có lớn không? Mà trong si, cái xác suất mà ăn hành nó cũng có trong rất là nhiều. Đó. Mình quay lại câu chuyện này đi. Thì khi mà ảnh quay qua, ổng qua đây ảnh để lấy cái máy này, lấy cái máy G7 Pro về á, thì ổng mới đưa cái máy này cho mình. Ổng nói trời cái máy này tiếc quá, không sửa được. Đó thì ảnh mới đưa cho mình coi, cầm thì mình cầm á, mình cầm lên lắc. À, các bạn nghe được gì không ạ? À? Cục xì lầu ông ấy lắc hả? Phải không? Điện thoại nào mà nghe tiếng vậy? Thì mình biết ngay là trong đây nó cũng có cái gì đó rồi, mình mới mở ra. Thì ốc vít thì tất nhiên là ở tiệm trả về, thì đừng có nghĩ vấn đề là ốc vít bắt lại, không có đâu. Nhiều lúc nói tới thì đụng chạm nghề nghiệp, nhưng mà thật sự là vậy, đa số là vậy. Ở đây thì mình bắt ốc vít đầy đủ khách hết nha, mình còn phải mua thêm ốc vít nè. Và ốc đít nè, một con 1.500 mà đâu có tính tiền khách đâu, mấy cái đó đâu có tính tiền khách đâu. Và mình mở máy ra các bạn nha, mình mở máy ra, bên trong thật sự là hết hồn. Mình là một người thợ mình cũng thấy tức. Đây là cái gì? Đây là con A9 phải không? Này phải A9 không ạ? À? Hả? Đây phải là con A9 không? Con A9 là con gì vậy? Men nè. Gãy lìa hai bên nè. Này men nè. Này là mình nói có thật nha, còn anh em nào nói mình nói dốc nó láo chị đánh mày chết. Sửa không được thì cái máy trả về cũng phải nguyên si, chứ sửa không được cái máy về cái men này nghỉ làm đôi, mất một khúc hẳn luôn. Mình nói bạn nghe nè, khi mà các bạn sửa iPhone á, tốt nhất á, các bạn nên bây giờ nên ra những cái tiệm lớn Mắc Mobile ngay ngã tư Lê Hồng Phong, Mắc Mobile hoặc là lên Chiếm Tài đó. Ở những nơi đó, tại sao mình khuyên các bạn lên đó làm? Tại khi người ta sửa máy cho các bạn, người ta sẽ mở cái máy ra trước mặt các bạn để cho các bạn ký tên lên linh kiện, ký tên lên pin, ký tên lên men, ký tên lên cái loa, ký tên lên màn hình để xác nhận cái men của các bạn. Và khi người ta sửa được hay không được thì người ta cũng sẽ trả y chang bạn, lúc người ta trả về người ta cũng mở cái men ra cho các bạn coi, cái men của bạn còn nguyên, pin của bạn, màn hình của bạn, tất cả là của bạn đó. Các bạn mang một cái máy vô nó vẫn còn hơi hóp, nó bị lỗi này lỗi nọ, người ta sửa không được thì người ta vẫn trả về cái máy hơi hóp y chang vậy luôn, chứ người ta không có phải trả vậy các bạn một con máy chết. Nhắc lại chuyện này nó là đau lòng nữa nè, buồn nữa nè. Cách đây khoảng 4 năm, lúc mà mình chưa biết gì về cái nghề điện thoại nữa, nhưng mà mình là một cái thằng một vạch, mình thích điện tử từ xưa rồi. Mình là thích kiểu như là mình mua điện thoại là mình về nhà mình bắt buộc phải dọc, phải mở ra coi nó có thế nào bên trong đó, coi nó có zin hay không, coi nó sao. Nếu mà bạn nào đam mê, bạn nào mà cũng thích dọc giống mình đó, mình nói là các bạn hiểu rồi. Mua về là chịu không nổi, mua về là bắt buộc phải tháo ra coi, giống như con iPhone X của mình đang xài. Con nít mua về còn bảo hành tới mấy tháng trời. Ok, thích thì về nhà mở ra coi thôi, bung tem ra. Có hư thì mình chịu, tại mình thích coi. Ok, đó gì đó. Đó thì cái máy iPhone 6 của mình,
xài thì nó bị tình trạng là nó cũng mất nguồn đột ngột, không phải là mất nguồn đột ngột mà nó cũng lúc lên, lúc thì lên, lúc thì không. Đó thì mình mới đang mang cái tiệm ở đầu đường, ở gần đường, ở trên đường Gò Môi á, ở gần chỗ nhà cũ mình á. Và nói chung là vô thì mấy tiệm nhỏ mà đâu có giấy tờ biên nhận đâu, khi mà em vô thì ghi số điện thoại lại thôi, rồi ok em gửi đây, rồi cái gì mai chiều em ghé em lấy. Thì lúc đem vô á, mình các bạn nhớ là cái màn hình của mình biết cái màn hình nó có xước chỗ nào, nó có mẻ chỗ nào, nó có màu vàng ở viền hay là gì đó. Với lại mình đã từng mở cái màn hình mình ra rồi, cái màn hình mình nhìn của mình là mình biết, tại mình là cái người mở máy mấy các bạn đó. Thì khi mà đem vô sửa không được, người ta trả về, trả về thì mình mới nhìn trả về, mà trả về thêm tình trạng là chết ngủm luôn, không lên gì cả, trong khi mình đem vô là vẫn còn hơi hót đó. Thì trả về xong thì người ta nói là không sửa được. Thì mình cũng nghe vậy, mình cũng không nghĩ gì đâu. Xong rồi mình về nhà mình mới coi kỹ lại cái màn hình thì mình thấy là đã bị thay, đã bị đổi, đổi thành một cái màn hình chết. Mình mở ra luôn mà, mình mở cái máy mình ra luôn mà, và mình thấy cái màn hình đó là một cái màn hình chết, bên trong là dây cáp màn hình đồ đứt hết trơn rồi. Thì mình mới ra mình nói đâu có lại. Các bạn ra tiệm điện thoại các bạn muốn nói ha, không bao giờ nói lại người ta đó các bạn, xin lỗi. Như ông anh này sáng cũng ra nói nè, sao nói lại người ta được. Mình khách hàng nói không có lại các bạn nha, không có, các bạn không có đủ bằng chứng cũng không có đủ gì để nói. Bữa đó mình ra nói, ủa máy em, màn hình không phải của máy em. Nó nói ủa sao em biết máy của máy em này là màn hình của máy em nè, chứ anh lấy màn hình của máy em làm gì. Này màn hình máy em á. Nó cứ cãi là màn hình máy em đó, màn hình máy em đó, trong khi mình nói không phải máy em, màn hình của em biết mà. Nói sao biết được, màn hình của em y chang thì em đem vô sao anh để gì thôi, đâu có thay của em đâu, lấy của em làm gì. Mình sao mình cãi lại người ta, tại vì đâu có ký tên đâu, đâu lúc mà nhận máy đâu có ghi tình trạng đâu. Còn ở trên chiếm tài, ở trên mắt mobile nha, ok, khi mà các bạn vô sửa máy nó sẽ test hết, nếu mà các bạn máy các bạn còn sống và bị lỗi một số chức năng thôi giống, thì nó sẽ kiểm tra những chức năng khác, giống như cái máy các bạn là nó bị mất camera, không chụp được hình, không chụp hình được, mất camera sao ha, thì ok nó vô test cảm ứng nè, test cảm ứng nè, test lo nè, test rung nè, test wifi nè, test email nè, rồi test tất cả chức năng luôn, test ghi âm này nọ luôn, ok. Rồi cái máy các bạn là nó không có hư gì cả, chỉ hư có camera sao thôi, rồi ok, hư cam sao, máy full chức năng, rồi sửa xong trả dễ trang vậy. Các bạn hiểu không? Đó, người ta làm đúng bài bản. Còn trong quá trình mà người ta kiểm tra nó biết, anh ơi cái máy của anh là cái micro nó có vấn đề, micro nó không nghe, hoặc là anh ơi cái dây gung của anh nó chập chờn, cái này là nếu mà sửa là sửa luôn hay không, còn không sửa thì thôi, đó người ta sẽ báo thêm cho mình đó. Rõ ràng ta làm rất là kỹ càng, làm rất rõ ràng bài bản, nên khi mà người ta lỡ làm không được, người ta cũng không bao giờ, không có dám có mặt mũi nào mà người ta trả một cái máy chết cho mình đó. Không bao giờ các bạn. Mình có lên trên chiếm tài một bữa, mình mua màn hình chỉnh, thì khi một cái máy đó ông anh bên cửa hàng ông sửa cho khách rồi, sửa được rồi, thì điều điện tử nó muốn chết lúc nào chết mà các bạn, thì cũng sửa cho người ta được rồi, xài được 1-2 ngày thì quay lên nó lại chết nữa. Thì bắt đầu người ta mới trả máy lại cho khách, nói thôi anh ơi giờ máy này em là không còn làm khả năng làm được nữa rồi, nó hư nặng quá, bây giờ em có làm lên danh được nữa thì anh xài cũng không bảo đảm, vài ngày nó cũng hư nữa, thôi bây giờ em trả tiền lại cho anh. Nhưng mà khách là không chịu bạn, khách không có chịu, nói ủa sao cái máy đã làm lên được rồi, bây giờ thì nó hư nữa thì sửa lại nữa thôi, có gì đâu mà không được. Nhưng mà khách hàng họ không nghĩ được một cái vấn đề là người ta là người thợ sửa, người ta cũng mắc xương đâu, sửa tới sửa lui người ta sửa cũng đuối bộ, mà tiền người ta cũng nhiêu đó thôi, người ta trả tiền cho mình luôn, công sức của người ta bỏ hết luôn đó. Đó làm nói chung làm cái nghề này thì cũng có mắc xương, thì thợ thầy cũng có người này người nọ, mình không có nói xấu ai, mà mình có nói xấu ai đó các bạn nha. Còn những cái thành phần nào mà bất hảo, những thằng nào mà hay vô chửi bới mình, những người hay móc môi mình, thì những bạn đó mình coi cái lời nói của bạn như là gió thoảng bay bay thôi. Nhưng mà các bạn làm cho những người fan của mình cảm giác nó lao động, nó sao sao đó, mất lòng tin của mình, thì mình lên làm, mình làm clip này mình nói để cho các bạn thấy được, để mình tạo được cái niềm tin cho fan của mình. Còn các bạn nghĩ sao nghĩ, tại thực sự cái lời nói của bạn mình không có coi là một nhấp like nữa các bạn, đó không có coi là một nhấp like nữa đó, đó. Các bạn lên trên cái trang của mình, các bạn comment, các bạn chửi nó thằng này ngu, thằng kia ngu, dùng dao gập dao mổ để tách màn hình, tách cái cường lực đó, thì nó lúc nãy đó mình mới cho các bạn xem đó, mình đâm mình thọc đó, mình mổ đó, có chày không? Các bạn làm như là cái tấm mica màn hình điện thoại, các bạn làm như tấm mica gì đó, quẹt mấy cái chày nè các bạn, tấm mica nè, các bạn đi dao vậy nè, nó có chày không nè, đi dao vậy nè, nó có chày không, nó xước không? Trừ khi bạn đâm vậy nè, đó đâm vậy đó thì nó mới xước.
Còn cái màn hình điện thoại người ta làm bằng cái thủy tinh mà các bạn làm như là cái gì, cái xước, làm cái này xước, lướt ngang là xước, nghĩ sao vậy? Ai ngu biết liền à. Đừng để mình phải nói nặng các bạn đó. Mình ngu mà mình làm một tháng kiếm mấy chục triệu, mình làm hai ba nghề, mình vừa làm YouTuber, mình vừa sửa điện thoại, mình vừa đi làm nghề chụp hình, nghĩ sao ngu vậy? Biết có ngu không à? Đó, nói chung là mình cũng không có giàu có hơn ai. Thực sự nhà cửa mình, bạn thấy trống lỏng nè, có giàu có hơn ai đâu. Tại mình còn phải trách nhiệm gia đình nữa. Mình làm hàng tháng, có tháng mình gửi mười mấy triệu, có tháng mình gửi năm triệu, có tháng mình gửi sáu mấy triệu. Gửi cho ai? Gửi cho người nhà mình á. Trong khi đó mình nè, ở nhà trọ thui thủi một mình, nhà mình tất cả dưới quê hết, có mình trên thành phố mình làm. Xe, bạn bè mình chạy xe tay ga, xe AB, xe đời mới, xe thứ dữ không à, chạy ẹt đâu không à. Trong khi đó mình chạy gì, chạy với snowball của mía, đâu tiền mua đâu, tại tiền đâu hết rồi, tiền làm ra bao nhiêu gửi về quê hoặc là với lại sắm sửa cho cuộc sống hết trơn rồi, tiền đâu mà mua, mình đâu có tiền mua đâu bạn, mình nghèo đó. Đó thì hôm nay nó thực sự là rất là tức nên mình mới làm clip này. Các bạn cứ lên bằng chửi mình ngu, các bạn nên xem lại bản thân của mình. Làm ăn thì không ai muốn đâm thọc ai ấy, mà các bạn đâm thọc người ta trước á. Mình không muốn làm, không, mình không hề muốn bôi móc cái chuyện ngày hôm nay luôn, mà chính các bạn là cái người đâm thọc mình hoài luôn á, khiến cho mình phải bực tức lên phải làm clip hôm nay. Chứ thật sự mình không muốn đá đổ chén cơm ai, mà mình cũng không có làm giành giật chén cơm các bạn. Chuyện của ai làm, các bạn thấy không, chuyện của ai làm ok, mình chỉ chuyên tháo lắp linh kiện, thay màn hình, thay dây gung, thay camera, thay chuông, thay lo, thay chân sạc, thay này nọ, chạy chương trình iPhone. Còn những con Samsung mình đấu chạy chương trình Samsung đâu, mình chỉ thay màn hình Samsung thôi nè, thay pin Samsung, thay vỏ Samsung đó, không có biết up ROM nè, rồi mình chỉ làm từ dòng G7 trở xuống thôi đó. Còn dòng G, dòng S, dòng E này đó, các bạn làm đi, mình có dành các bạn làm cái đó đâu, mình đâu có dành đâu đó. Mà tiệm sửa điện thoại ở thành phố Hồ Chí Minh này các bạn nghĩ ít hả? Nếu mà tính sơ ra chắc mấy chục ngàn tiệm, là tại sao không các bạn đi ganh đua với người ta đi? Các bạn thấy ganh đua với mình làm gì? Mình chỉ một thằng cùi bắp, và mình vẫn nói các bạn hồi đó giờ, tại sao các bạn cứ trách mình hoài? Mình đã nói các bạn, mình là một thằng thợ đụng, mình chưa qua bất cứ một cái bài bản nào, chưa qua học trường lớp cái gì cả, đã đi học sửa điện thoại đâu, mà các bạn cứ so sánh mình với một người thợ chuyên nghiệp. Bạn nào theo dõi mình từ đầu clip, từ lúc mình mới lập kênh tới bây giờ thì cũng biết được mình chỉ là một người ngày xưa là mình đi chụp hình, rồi xong bắt đầu mình cũng thấy bạn bè mình làm YouTube, mình đam mê, mình làm theo, mà mình chỉ quay chợ giấy chai nọ thôi, rồi mình đi mua mấy cái đồ điện thoại giấy chai cũ về đó, mình tháo lắp, rồi mình gắp này nọ, rồi từ từ mình quen tay, rồi mình làm được, rồi mình nhận máy sửa dùng cho bạn bè này nọ gần gà, rồi bắt đầu mình đưa lên YouTube, rồi người ta tin tưởng mình, người ta gửi máy cho mình, rồi mình làm cũng làm đại thôi. Nhưng mà cái nghề nó dạy nghề, kinh nghiệm trong kinh nghiệm thôi. Và bây giờ mình làm cũng đã được gần cả năm rồi, thì các bạn nghĩ mình ngu nữa hả? Làm cái năm trời thì cũng phải rút được cái kinh nghiệm này, rút được kinh nghiệm nọ chứ, không lẽ cứ ngu hoài. Các bạn đâu phải con bò đâu mà ngu hoài, cũng phải rút được kinh nghiệm. Con bò nó cũng có một cái bản năng sinh tồn nó vậy, bữa nay nó ăn cỏ chỗ này, mai nó ăn cỏ chỗ kia, cỏ này đắng quá thì ăn cỏ khác, nó cũng biết được chứ đâu phải nó không biết đâu đó. Mình đâu học qua trường lớp, mình không hề học qua trường lớp, không có bài bản nào cả. Mình chỉ tự mình mài mò, tự mình làm. Và mình đã làm rất là tốt. Mình cảm giác mình đã làm rất là tốt so với ban đầu rất là nhiều rồi. Ban đầu mình làm một, bây giờ mình đã làm được khoảng là 8-9 rồi. Chỉ còn những cái phần men, phần cứng này nọ là mình không biết thôi. Tại mình có học đâu mà biết phần cứng, phần men. Đó. Còn nói chung là tháo lắp cơ bản, gấp gáp về bắt những bệnh này nọ đơn giản là mình biết hết. Đó. Chứ mình nói chung là ở đây mình làm sao mình nói vậy à. Khách đem vô máy bị hư gì mình nói đó, chứ mình không bao giờ giả dời. Cái này là mình không phải nói các bạn nha, không phải nói đa số ai hết nha, mình chỉ nói là những thành phần bất hảo, những người mà ấy thôi. Thợ thầy cũng có, thợ thầy này nọ, thợ thầy kia, chứ không phải là mình nói là thợ thầy là vậy là kia đó, cũng có người này người nọ, chứ không phải là tào lao hết. Mình mấy các bạn ghét mình thôi, chứ thật sự cũng rất là có nhiều anh em bên điện thoại cũng giao lưu với mình, cũng qua chơi với mình hoài. Qua đây nè, đây là cái máy cấp nguồn, rồi cái máy test nguồn nè, đó máy cấp nguồn nè, máy kho nè, của ai? Còn là của mấy ông anh sửa điện thoại cho mình không á? Anh Khá nè, anh Khá với Bình Dương nè, anh Khá với Bình Dương gửi tặng cho mình một cái máy cấp nguồn nè, đó, gửi tặng mình cái nguồn, ổng còn cho mình cả một cái chai nước tách kính đó nè, đó. Đâu phải ai cũng ghét mình đâu, cũng có người này người nọ, người ta cũng thích mình, đó. Còn các bạn ghét mình, không biết tại sao các bạn ghét? Mấy các bạn ghét mà clip nào cũng có các bạn vô coi á, không biết tại sao? Thì ghét thì thôi, thì like người ta đi, cứ coi hoài.
Thì hôm nay mình làm clip để mình nói ra hết những gì mình cần nói với bạn. Mình chỉ nói một lần hôm nay thôi, mai mốt không có nói nữa. Và mình nói ra những cái này là để các bạn hiểu á, là các bạn sau này các bạn đừng vô comment tào lao tào la làm gì nữa. Nó không có làm được cái gì hết các bạn. Các bạn comment cái đó cũng đâu có làm được gì đâu. Các bạn cũng đâu có khiến cho mình phải bị sập kênh đâu. Mình đâu bị sập kênh nữa các bạn. Mình làm chân chính, mình đâu có phá hoại ai đâu mình sập kênh được. Đó. Cho dù mình sập kênh này mình sẽ tạo ngay kênh khác. Các bạn đừng nghĩ là mình sập kênh nha. Mình đến hai kênh là mình có một cái kênh dự trù nữa đó. Mình chỉ cần mình sập kênh này ok, mình đưa qua kênh kia mình đăng lên tiếp ok, rồi xong mình sẽ dùng cái kênh đó mình tạo kênh mới nữa thôi, đơn giản thôi, không có chết các bạn. Mình đã có một cái từ khóa rồi. Mình đã có một cái từ khóa Thành TV rồi. Bây giờ mình tạo kênh mới lên, mình ghi từ khóa Thành TV vô thì cái người dùng người ta tìm lên YouTube thì sẽ ra kênh mình thôi, có đâu có gì đâu khó. Đơn giản, không có gì khó các bạn. Đó thì hôm nay mình chia sẻ là bây giờ nếu mà các bạn có nhu cầu sửa điện thoại thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0772659691. Và mình nói chung cái thời gian để làm việc của mình nó hơi hạn hẹp, là mình làm việc từ lúc 10 giờ sáng đến khoảng 6 giờ chiều là mình nghỉ rồi. Và có những ngày là mình bận công việc, giống là những cái ngày người ta bốc xô mình đi chụp hình buổi trưa hoặc là chụp hình full ngày, là những ngày đó bắt buộc là mình phải tắt điện thoại để mình đi làm. Thà rằng mình tắt điện thoại luôn chứ mình để điện thoại ở nhà mình đi làm, mình không bắt máy thì người ta gọi vô nó ù sao thằng này gọi điện hoài nó không bắt máy, chậm kỳ. Là coi như là những ngày nào mình không làm, ngày nào mình không làm mình sửa điện thoại là mình sẽ tắt điện thoại luôn và mình sẽ đi làm. Cái công việc mình là chụp hình này nọ mà mình đâu thể nào bắt máy. Các bạn cho các bạn biết là một ngày mình nhận cả 100 cuộc điện thoại, có ngày hơn nữa. Thì các bạn chia ra cái khoảng thời gian mà mình nhận được cuộc gọi nó dài, nó gần nhau cỡ nào, nó gần nhau cỡ nào. Nó có nhiều lúc mình ngồi sửa điện thoại mà khách đến, là những người khách đến ngồi đây chứng kiến mình là người ta biết luôn đó, ok. Rồi có những clip mình đang quay, có những cái clip điện thoại mình sửa điện thoại á, các bạn nghe tiếng e liên tục á, là cái gì? Điện thoại mình nó reo đó, mình không thể được bắt máy được. Thật sự mình rất là thấy có lỗi các bạn luôn. Thì nói chung là cũng có người hiểu, người không hiểu, có người cũng chửi đó, ồ thằng này đăng tin lên tào lao xạo xạo cho số điện thoại ảo gọi điện không được đó. Thật sự nhiều, có nhiều lúc mình đi chợ với trai mình đang quay clip, hoặc là mình đang quay clip số điện thoại tại nhà nè, mình quay buổi trưa. Nếu mình quay ban đêm thì không sao, mình quay buổi trưa là khách gọi đến mình không nghe máy được, cũng rất là ngán luôn đó. Thì bây giờ nếu các bạn mà có nhu cầu sửa điện thoại, các bạn gọi điện cho mình bây giờ không được thì các bạn để chiều các bạn gọi lại một lần, hoặc là gọi hôm nay không được thì ngày mai các bạn gọi lại lần nữa coi sao đó. Tại vì cái khoảng thời gian có, tại vì nhiều lúc các bạn gọi điện cho mình trong ngay cái khoảng thời gian là mình bận công việc này nọ đó, nên mình không có nhận máy được. Ở đây thì thời gian mà sửa điện thoại của mình nói chung là ít, tại mình làm quá nhiều nghề bạn, không ai mà có thể là cùng ba đầu sáu tay được. Mình không thể nào mà vừa sửa điện thoại nè, vừa quay clip sửa điện thoại nè, vừa ra chợ ve chai để quay cảnh chợ ve chai nè, rồi vừa đi làm cái nghề chụp hình nữa, rồi mình còn phải lo gia đình bạn, rồi cái sự riêng tư của mình tùm lum hết trơn, bạn bè này nọ phê pháo nữa đó, thì sao mà có thể nào mà trang trải hết được một cái ngày của mình. Trong một ngày của mình nó rất là ngắn luôn các bạn. Tại sao mình ngủ trễ, tại sao 9 giờ nó dậy? Tất cả các tiệm điện thoại 9-10 giờ thôi nó mới mở, là quy luật bình thường, nó bình thường rồi. Có những tiệm 10 giờ mới mở. Ở đây mình 9-10 giờ mình mở đúng rồi. Và ban đêm các bạn nên nhớ, ban đêm ngủ là trễ, 2 giờ mình mới ngủ, bây giờ là 2 giờ đó. Bây giờ là 2 giờ hay là 1 mấy anh coi. Bây giờ là 1 giờ. 1 giờ các bạn. Đó. Cho nên có nhiều hôm mình bận công việc quá thì mình sẽ tắt điện thoại luôn, là mình không có nhận điện thoại, nên các bạn thông cảm, các bạn sẽ gọi lại cho mình sau đó. Thì các bạn đó, thì bây giờ nói tới mình lại tức nữa, mình đâu có dành hết khách cho các bạn đâu. Có ngày mình làm, ngày mình không. 1.000 người mình chỉ nhận được 1 người thôi. Máy Asus nè, máy Lenovo, những cái máy đó mình đâu có sửa đâu, các bạn sửa đi, mình có dành của các bạn đâu đó, mình đâu có dành đâu. Rồi những cái dòng A5, A7, A này nọ thay màn hình mình không có dành thay đâu. Đó thì các bạn thay đi, có ai đâu, mình đâu có đập đổ chén cơm của ai đâu, không có dành của ai hết trơn luôn á. Đó. Mình làm clip mà hôm nay là mình không phải là mình đang nói kích động anh em bên nghề nghiệp này nọ, mà thực sự là mình chỉ nói đến những thành phần bất hảo, những cái người mà không có lương tâm trong nghề nghiệp thôi. Ở đây á, mình thật sự là mình không biết, mình không lẽ mình tự khen mình nói là thật sự mình rất là kỹ càng. Máy khách đem vô mình bắt ốc vít đầy đủ hết, siêu màn hình, siêu pin là mình bắt đầy đủ hết, không có thiếu một cái nào đó. Tại sao?
Tại vì mình chỉ sợ là mình giao máy cho khách rồi, khách xài được mỗi ngày, lỡ người ta vô tình người ta làm rớt cái máy đó xuống đất, rồi cái cáp pin nè, cái cáp pin rồi cái siêu màn hình này nó bung ra cái máy người ta mất nguồn, cái máy người ta không lên hình, người ta lại mang qua, ủa anh ơi sao cái máy em mới sửa hôm qua em về xài xíu nó mất nguồn. Mà trong khi đó cái máy nhiều lúc người ta làm rơi, người ta đâu có nhận người ta làm rơi đó bạn, người ta đổi thừa mình nè, người ta đổi thừa mình đó. Ok, giống như một cái máy bây giờ là các bạn thay màn hình cho khách xong đi, người ta về nhà người ta lỡ người ta làm rơi mà rơi úp xuống như vậy thì đâu có dấu đâu, giống như nó rơi thẳng xứng xuống thì nó sẽ có dấu mẻ dấu móp này nọ hoặc là nứt màn hình thì mình biết là người ta làm rơi, mình sẽ không có trách nhiệm. Nhưng mà nhiều lúc cái máy nó còn lành lặn, nó rơi xuống mà nó nguyên si mà nó hư màn hình đó, rồi ai chịu trách nhiệm? Thì người ta vẫn đưa qua, anh ơi sao cái màn hình em xài mới có một bữa một tự nhiên ngủm luôn, thì cũng phải ối tiền thay cho khách thời vậy, chịu biết chịu thôi chứ sao giờ đó. Nói chung là làm cái nghề điện thoại này muôn màu không vẻ, làm thợ điện thoại, sửa điện thoại nó cũng có cái nỗi khổ của nó chứ đâu có sung sướng gì đâu, cho nên mình đâu có thể nào, mình đâu có nói kích động anh em làm gì đó, tại mình cũng biết, mình cũng hiểu được cái nghề, ai cũng có nỗi khổ của nhau, đâu phải ai cũng lúc nào cũng lời đâu, có lúc ối tiền ra sửa chết bà luôn chứ đó mà không sửa. Thôi hôm nay thì nói đến đây thôi, nói lát đổ hồi hộp luôn mà thật sự là giận quá trời giận luôn á. Nói chung là mình chỉ nói vậy thôi, còn những anh em nào là fan của mình á thì cứ theo dõi mình đi, mình không có phụ lòng các bạn đâu. Mình làm clip này là mình chỉ nói đến những, dành cái clip này cho những cái bạn mà hay vô đâm thọc, hay vô kích động những cái thành phần bất hảo á đó. Các bạn nên nhớ hết, lúc nãy các bạn nói mình ngu á, mình đã chứng tỏ các bạn là mình có ngu hay không rồi đó, thì các bạn coi cái clip đó đi, rồi các bạn coi khúc đó lại đi rồi các bạn biết ha, chứ bây giờ mình giải thích dài dòng quá nó cũng vậy thôi. Ok, thì mình xin kết thúc clip đây và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Các bạn mà thấy kênh của mình làm những video mà hay ý nghĩa thì các bạn bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Ok, mình chào tạm biệt các bạn.